nguyên lý cơ bản của bước xử lý sinh học công nghệ xanh. Sau khi xử lý sơ bộ, nước thải được vận chuyển lên cụm bể xử lý sinh học phía sau để xử lý các thông số ô nhiễm như BOD, COD, chất rắn lơ lửng, TSS, nitơ, phosphor. Sau quá trình xử lý này, nước sẽ được đưa sang công đoạn lắng và khử trùng, rồi qua hệ quan trắc tự động để kiểm soát thông số nước thải đầu ra trước khi xả ra môi trường. Bùn dư sau quá trình trên sẽ được đưa về bể chứa bùn, sau đó đưa qua máy ép bùn rồi được thu gom xử lý theo quy định. Ecoba ENT, chọn niềm tin, bền giá trị.